Xin tiếp tục với những con số đáng chú ý. Tăng trưởng 16%, giá trị xuất khẩu đạt 3 tỷ đô la Mỹ. Đó là những con số đáng phấn khởi của ngành nhựa trong năm vừa qua. Nhu cầu từ thị trường nội địa vẫn còn lớn, cộng với tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung khiến cho lượng đơn hàng xuất khẩu tăng lên. Thế nhưng mà làm sao giải bài toán nguyên liệu khi mà 70% nguồn đầu vào vẫn phải nhập khẩu? Tiếp tục là thách thức của ngành nhựa trong năm 2019. Mỗi năm, ngành nhựa nhập khẩu 5 triệu tấn nguyên liệu, trị giá khoảng 7 tỷ đô la Mỹ, trong khi xuất khẩu mới chỉ đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đã có nhà máy lọc dầu Dung Quốc sản xuất một số nguyên liệu cho ngành, nhưng phụ thuộc nhập khẩu vẫn là thực tế. Và vì phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu nên rất khó để kiểm soát giá cả đầu vào. Cái vấn đề ở đây là để cạnh tranh mỗi ngày thì chúng ta phải kiểm soát về cái vấn đề là chi phí đầu vào rất là cao. Bên cạnh đấy là chi phí sản xuất, chúng ta gần như phải giữ giá gần như là một năm một lần, có thể là 2 năm mới được tăng giá. Thì như vậy cái ở đây chỉ là tăng trưởng về sản lượng để tiết kiệm chi phí giá thành. Tái chế cũng là một hướng đi góp phần giải quyết nguyên liệu đầu vào với giá rẻ, đặc biệt khi Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá là đứng thứ 5 về rác thải nhựa. Ở châu Âu trong thời gian vừa qua, khoảng 90% phế liệu được tái chế, trong khi đó ở châu Á thì điều này vẫn chưa làm được và còn rất nhiều việc phải làm. Xu thế về tái chế và nền kinh tế tuần hoàn cũng được giới thiệu rất nhiều tại hội chợ về ngành nhựa lớn nhất thế giới. Do vậy, tôi nghĩ Việt Nam có thể chủ động tiếp cận để có thể mang lại hiệu quả tốt. Trong quy hoạch ngành nhựa đến năm 2020, tầm nhìn năm 2025 cũng đã có định hướng về tái chế phế liệu. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có nhiều kết quả. Đây là một trong những cái việc mà Hiệp hội Nhựa Việt Nam cũng sẽ cùng với các cái doanh nghiệp để làm sao thiết lập một cái hệ thống thu gom, phân loại rác thải và tái sử dụng quay vòng. Và đây là một lý do tại sao chúng tôi thành lập một cái chi hội là tái chế phế liệu trong cái Hiệp hội Nhựa Việt Nam trong năm 2019. Hiệp hội Nhựa Việt Nam mong muốn chính phủ có cơ chế và chính sách cụ thể để hấp dẫn các nguồn lực trong và ngoài nước tập trung đầu tư các dự án sản xuất nguyên liệu, bán thành phẩm hoặc hóa chất phụ gia cho ngành nhựa trong nước.